Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày mùng 5 tháng 8 năm 2021. Và tôi không biết đặt tên thế nào về cái video clip này. Thật sự với các bác là như thế. Cho đến khi mà trong cái đoạn chat thì tôi với một người bạn, thì người bạn có nói rằng là đây là một chuyến đi chơi golf đắt nhất hành tinh. Đắt nhất hành tinh. Rất đúng, bởi vì nếu như chúng ta nhìn vào cái sự việc như thế này, một cái sự việc mà khó có thể lấy lòng được mọi người hoặc khó có thể giải thích được với mọi người. Một hai vị quan chức đi với hai đại gia là hai giám đốc công ty chơi golf trong cái lúc mà cả nước căng mình ra chống dịch, cả tỉnh đang căng mình ra chống dịch, mà họ vẫn có thời giờ đi chơi golf những 2 ngày từ 31 tháng 7 cho đến ngày 1 tháng 8. Có 3 cái vấn đề mà chúng ta nhìn thấy ở đây. Thứ nhất là FLC, sân golf của FLC đó, tại sao lại mở trong khi đó tất cả các quy định đều phải đóng cửa. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhìn thấy rằng là chơi golf là một trong những môn thể thao quý tộc và không phải ai cũng có điều kiện để mà tham gia cái môn này. Đành rằng là có thể rằng là một vài người bạn, một vài người nào đó là tài trợ cho cái chuyến này, cái chuyến đi chơi golf này. Thì việc tài trợ đó có bao hàm những cái mục đích hay có những cái gì đó hay không, thì chúng ta cũng phải đặt dấu hỏi logic, và người dân có quyền đặt dấu hỏi như thế. Tiếp nữa là một cái gây bức xúc dư luận, đó là trong cái lúc mà chống dịch như vậy mà họ vẫn thảnh thơi để đi chơi golf. Trong khi đó là người dân hay mọi người đều đang rất là vất vả, đặc biệt là lực lượng y tế tuyến đầu. Suy cho cùng lại thì rất khó. Nhiều bác sẽ biết cái thông tin ngày hôm qua. Thông tin của ngày hôm qua đó là việc đình chỉ, tạm đình chỉ công tác đối với cái vị là Phó Cục Thuế. Đó, Phó Cục Thuế Bình Định để đi chơi golf. Như thế này, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế thì quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Công Thành là Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định vì đi chơi golf giữa đại dịch. Thì sáng mùng 5 tháng 8 thì đã xác nhận cái điều này. Lý do là để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đó. Tổng Cục Thuế thì dẫn báo cáo của Tổng Cục Thuế Bình Định nói rằng là ông Nguyễn Công Thành là một trong 4 người đã tiếp xúc gần với bà TTQ là nhân viên của sân golf tại một khu nghỉ dưỡng là FLC tại Quy Nhơn. Bà Quy thì xác định là dương tính với virus SARS-CoV-2 rồi vào ngày 3 tháng 8. Và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 đã ra quyết định đi cách ly tập trung đối với 4 người trên. Đó. Thế là một anh đã bị đình chỉ. Và ông Nguyễn Công Thành này là một người cũng không xa lạ gì. Bởi vì ông Công Thành này là một trong những người đã từng bị giáng chức. Ví dụ như thế này, tháng 10 năm 2019 thì Bộ Tài chính đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Cục trưởng xuống làm Cục Phó Cục Thuế Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành. Trước đó thì tháng 5 năm 2019, nghĩa là cách đây 2 năm đấy, hơn 2 năm, thì Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế đã ban hành quyết định cho thôi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành khi ông này hết thời hạn bổ nhiệm. Trong quá trình cơ quan thẩm quyền xem xét kỷ luật thì ông Nguyễn Công Thành đã tự nhận hình thức là kỷ luật ở giáng chức. Và theo kết luận của cơ quan chức năng thì ông Nguyễn Công Thành đã cùng một số cộng sự liên quan tới nhiều sai phạm xảy ra tại Cục Thuế Bình Định. Tháng 12 năm 2018 thì Chủ tịch của tỉnh Bình Định đã ban hành kết luận thanh tra sai phạm hàng loạt lãnh đạo cán bộ ngành thuế tỉnh này. Trong đó có nhiều cán bộ thuế đã cố ý hoàn thuế giá trị gia tăng sai quy định để tiếp tay doanh nghiệp trốn thuế. Đó, đã tiếp tay doanh nghiệp trốn thuế. Và Chủ tịch đã yêu cầu nhiều lãnh đạo cán bộ liên quan để chịu trách nhiệm thu hồi gần 13,4 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng đã quy định. Cho nên tại sao mà đi với doanh nghiệp là cũng có cái vui đấy. Các bác ngành thuế thì các bác từ comment giúp tôi xem rằng là anh Nguyễn Công Thành này như thế nào, đặc biệt là các bác nào ở Bình Định. Và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định thì đã kết luận là
một số cán bộ ngành thuế của tỉnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý thuế, gây thiệt hại đối với ngân sách. Đó, rất nhiều. Và thậm chí là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Chánh Thanh tra tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan công an tỉnh để điều tra xử lý theo quy định. Và đến tháng 5 thì 2019 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với một số, nghĩa là với giám đốc một doanh nghiệp ở Quy Nhơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng mà anh này lại không bị sao cả. Đó. Trong quá trình điều tra mở rộng thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Định có làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhiều lãnh đạo, của nhiều cán bộ lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Định, Chi Cục Thuế thành phố Quy Nhơn có liên quan đến việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Các bác thấy hay không? Đó. Dịch bệnh cũng làm lòi ra rất nhiều những cái mà họ đang muốn giấu. Đấy là liên quan đến việc mà đình chỉ công tác Phó Cục Thuế Bình Định vì đi chơi golf giống của dịch. Nhân quả đến nhanh ta phết các bác ạ. Đó. Hy vọng rằng cơ quan cảnh sát điều tra sau này là có thể rằng là điều tra lại cái vụ án để xem là có cái trách nhiệm nào đó của ông Nguyễn Công Thành hay không về cái việc này. Thế nhưng nhiều bác sẽ nói như thế này. Cục Thuế làm rất nhanh, mùng 3 phát hiện, mùng 4 thì nhận báo cáo và ngay lập tức là có quyết định đình chỉ từ Tổng Cục Thuế. Bởi vì Tổng Cục Thuế là ngành dọc, từ trên xuống cho nên rất là nhanh. Còn bên phía của anh giám đốc sở thì lâu hơn hay như thế nào đó mà người ta nghi ngờ rằng là vẫn chưa thấy cái quyết định đó. Thì Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc là Bí thư tỉnh Bình Định là liệu có một cái quyết định gì hay là du di gì với anh giám đốc sở cũng một trong bốn người này hay không. Thì xin báo cáo với các bác rằng là ở đây ấy, chúng ta phải rất là trân trọng và khen Bí thư tỉnh Bình Định đó, bởi vì anh rất là nhanh đó. Giám đốc sở du lịch đi chơi golf với một khu du lịch thì xem là có cái dấu mốc gì, có cái dấu gì ở đây không. Thì trong buổi sáng nay thì đã họp rồi và chuẩn bị ra quyết định, bởi vì là anh giám đốc sở này là anh ấy thuộc về bên thành ủy quản lý chứ không phải là ngành dọc như là bên tổng cục, bên trung ương quản lý như là Tổng Cục Thuế của Bộ Tài chính. Đó là cái điều mà các bác cũng nên hiểu một chút, bởi vì nó có thể là quyết định nó ra trễ một chút chứ không phải là ai ra được đâu đó. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Định thì đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Dũng là giám đốc sở du lịch do chơi golf trái lệnh cấm và tiếp xúc với F0. Đó, cũng trong sáng nay thì ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh Bình Định cho hay là ông đang chủ trì cuộc họp với thường trực tỉnh ủy để chỉ đạo xử lý đối với ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc sở du lịch của tỉnh này. Đó. Theo bí thư ấy, thì bước đầu đã xác định giáo Nguyễn Văn Dũng có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID rồi. Và thời gian qua thì ông nói thế này, câu này rất hay này. Thời gian qua thì cả hệ thống chính trị, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Định đã nỗ lực phòng chống dịch bằng những biện pháp quyết liệt. Bước đầu thì đã mang lại hiệu quả tích cực. Do đó, việc làm của những cán bộ này là không thể chấp nhận được. Tỉnh sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm này. Trước mắt tôi yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với giám đốc sở du lịch và sau đó xem xét xử lý nghiêm minh đúng với pháp luật, thì ông Hồ Quốc Dũng đã kêu tên. Và ở đây nữa các bác ạ, tôi sẽ xem rằng là có xử lý những cái vi định, có phạt cái bên FLC Quy Nhơn hay không. Để về với cái việc này nhá, anh ta chơi golf tại đâu mà người ta vẫn mở cũng vi phạm cái phòng chống dịch thì như thế nào. Ở đây ấy, chúng ta phải nhớ rõ ràng này, chúng ta phải loại những người sâu ra, mọt ra khỏi hệ thống, như là Bí thư Hồ Quốc Dũng. Đó, các bác tưởng tượng không? Đó. Cũng là lãnh đạo, nhưng mà ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy, rất khác với cả ông Nguyễn Văn Dũng, là giám đốc sở du lịch. Đó. Ông ra quyết định và ông họp thường trực ngay và xử lý ngay. Tôi cho rằng là trong cái thời điểm chống dịch như thế này, những cái sai phạm của các cán bộ cần phải xử lý thật là nhanh, bởi vì họ đang làm giảm uy tín của nhân dân đối với chính quyền nhà nước trong việc phòng chống dịch. Làm sao có cái sự ngoại lệ, người dân thì bắt thế này và các cán bộ lãnh đạo lại thảnh thơi đi chơi golf ở trong một cái thời điểm nhạy cảm như thế. Kể cả đôi khi có những việc nó đi đến một số nơi nó nhạy cảm thì các lãnh đạo cũng nên cân nhắc cái việc đó cho mình. Đây là thời điểm không phải là để mà
giải trí hay là vui chơi thế nào nữa. Thì xin phép báo cáo các bác như vậy. Vậy là hai người này, một vị là trước đây là cục trưởng, bây giờ xuống thành phó cục trưởng rồi, tự nhận hình thức xuống giáng chức rồi, và điều tra thì đã bắt một số cái sai, cái điều tra một loạt sai phạm, nhưng không hiểu tại sao rằng là anh ta Công Thành đó, anh ấy lại thoát được cái vụ đấy, cái vụ này thì không biết là anh thoát được không. Đó. Cho nên cái buổi chơi góp này á, nếu như hai anh ấy bị mất chức thì báo cáo với các bác rằng là chắc chắn đây sẽ là một cái cuộc mà chơi góp mà nhiều người hiểu ở trong hệ thống sẽ đánh giá đây là một cái cuộc chơi góp mà đắt nhất hành tinh. Bởi vì chi phí cơ hội mất đi nó không thể đong đếm được đâu. Tôi nói thật với các bác là thế. Đó. Không thể đong đếm được đâu. Và nó sẽ là một cuộc chơi góp đắt nhất hành tinh về việc này. Đó. Không biết các bác nào nghĩ về cái điều này hay không. Đó. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta chờ đợi những quyết định xem rằng là vị giám đốc sở cùng với cả là vị phó cục trưởng cục thuế của Bình Định như thế nào nha. Tôi sẽ cập nhật với các bác. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.